đúng 7 giờ, chương trình bắt đầu diễn ra. Khánh Vân diện đầm ôm, màu hồng neon. Cô cùng các thí sinh khác cùng biểu diễn vũ đạo mở màn đầy sôi động. Top 21 đang được công bố gồm, Colombia, Peru, Australia, Pháp, Myanmar, Jamaica, Mexico, Cộng hòa Dominican, Mỹ, Indonesia, Argentina, Ấn Độ, Curaçao, Puerto Rico, Philippines, Brazil, Anh, Nicaragua, Thái Lan, Costa Rica, Tấm vé 21 do khán giả toàn cầu bình chọn thuộc về Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Trần Khánh Vân. Nhiều ứng viên hàng đầu cho chiếc vương miện bất ngờ bị loại, Nam Phi, Romania, Nepal, Canada, Nga. Khánh Vân được gọi tên vào top 21 Miss Universe 2020. Khánh Vân hạnh phúc khi vào top 21. Hoa hậu Philippines trong khoảnh khắc được gọi tên. Top 21 vừa hoàn tất phần thi bikini là người trình diễn cuối cùng, Khánh Vân xuất hiện đầy tự tin, nở nụ cười dạng dỡ. Cô tiếp tục có cú xoay người, tung áo tràn tạo điểm nhấn cho màn trình diễn của mình. Màn thi bikini của Khánh Vân Khánh Vân diễn bikini sexy Top 10 được công bố ngay sau phần thi bikini, gồm Jamaica, Cộng hòa Dominican, Ấn Độ, Peru, Australia, Puerto Rico, Thái Lan, Costa Rica, Mexico, Brazil. Như vậy, Đại diện Việt Nam, Khánh Vân phải dừng chân ở top 12. Tiếp tục cập nhật. Vì ảnh hưởng của COVID-19, cuộc thi Miss Universe 2020 phải dời đến tháng 5 năm nay mới tổ chức tại bang Florida, Mỹ. Số lượng thí sinh cũng dừng mức 74, ít hơn các năm trước. Chưa kể, các hoạt động diễn ra vỏn vẹn 10 ngày trong khuôn viên khách sạn, bao gồm chụp ảnh bikini, quay video giới thiệu, tập luyện chung kết Miss Universe diễn ra từ lúc 7 giờ sáng giờ Hà Nội. Sau phần mở màn đồng diễn, top 21 sẽ được công bố, gồm 20 thí sinh do ban giám khảo lựa chọn và cái tên còn lại được khán giả toàn cầu bỏ phiếu. Top 21 diễn bikini, chọn ra top 10 thi tiếp giả dạ hội. Top 5 thí sinh xuất sắc phải trải qua vòng ứng xử cam go trước khi công bố hoa hậu và á hậu. Tân hoa hậu sẽ nhận vương miện trị giá 5 triệu đô la Mỹ đồng thời chuyển tới New York sinh sống trong nhiệm kỳ vào khoảng 7 tháng của mình. Các mỹ nhân Mexico, Uruguay, Nicaragua trong hậu trường đền bán kết. Chương trình có một số điểm đổi mới như top 21, không có phần thuyết trình nhằm tránh sử dụng chung micro. MC Mario Lopez và Hoa hậu Hoàng Vũ 2012, Olivia Cumpo đảm nhận dẫn trắc chính. Phần hậu trường sâu do ba người đẹp khác làm nhiệm vụ kết nối, Hoa hậu Hoàng Vũ 2014. Paulina Vega, Hoa hậu Hoàng vũ 2017, Demi Peter, Hoa hậu Mỹ 2019, Jessie Crick. Dàn ban giám khảo gồm 8 người, đều là phụ nữ và trong đó có nhiều cái tên quen thuộc, Hoa hậu Hoàng vũ 1997, Brooke Hoa hậu Hoàng vũ 2006, Yuleka Givera. Hoa hậu Khánh Vân Đại diện của Việt Nam là đương kim Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam, Nguyễn Trần Khánh Vân. Suốt hơn một năm qua, để chuẩn bị thi Miss Universe, cô rèn luyện tất cả nội dung, hình thể, phỏng vấn, tiếng Anh, cá thoát. Tất cả đều được lên kế hoạch cụ thể cùng sự đồng hành của các chuyên gia, huấn luyện viên hàng đầu. Anh Trần Việt Bảo Hoàng, Giám đốc Quốc gia của Miss Universe tại Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của Khánh Vân trên hành trình đến đấu trường quốc tế. Bạn thuộc tiếp người không thích nói nhiều, chỉ muốn có kết quả thật tốt rồi mới chia sẻ. Ngoài ra, bạn vô cùng thẳng tính, sẵn sàng bày tỏ quan điểm và quyết liệt đấu tranh nếu cần thiết cho công việc. Điều này chuyên nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi cho ban tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam và Vân dễ dàng làm việc hiệu quả nhất. Có thể nói Khánh Vân lúc này là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, anh nói. Ở trận đường nước rút, Khánh Vân thể hiện tốt các phần thi quan trọng. Trong vòng phỏng vấn kín, chiếm 60% tổng điểm chọn top 21 người đẹp có dịp trải lòng với ban giám khảo về ngôi nhà oan Body Villa R, dự án hỗ trợ trẻ em gái bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. Đến phần thi bán kết sáng ngày 15 tháng 5, giờ Hà Nội, Khánh Vân khiến khán giả tự hào vì hoàn thành xuất sắc hai phần thi bikini và dạ hội. Màn trình diễn dạ hội và bikini của Khánh Vân ở bán kết Trong khảo sát của báo ngôi sao.net, Khoảng 46.000 trong tổng số 91.000 độc giả dự đoán Hoa hậu Khánh Vân có thể giành chiến thắng Miss Universe 2020. Điều đó cho thấy khán giả đặt niềm tin và kỳ vọng lớn sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của người đẹp suốt thời gian qua. Chia sẻ trước chung kết với ngôi sao.net, Khánh Vân bày tỏ, tôi cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và động viên. Hành trình chinh phục Miss Universe của tôi rất may mắn nhận được tình yêu thương ấy, mỗi ngày tiếp thêm sức mạnh để tôi vững tin hơn mà chiến đấu. Nếu được gọi tên vào top 21, tôi hứa sẽ không làm khán giả Việt Nam thất vọng và đi xa nhất có thể. Xem thêm 10 ứng viên sáng giá cho ngôi vị Miss Universe. Anh Tuấn